Ngày 26 tháng 10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức triển khai đợt thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng. Với mục đích tăng cường chủng loại và số cá, phục hồi những giống cá đã cạn kiệt trong hồ Dầu Tiếng, cũng nhằm cải tạo môi trường khu vực. Từ năm 2005 đến nay, ngành nông nghiệp Tây Ninh đã thả hơn 10 triệu con cá giống vào hồ Dầu Tiếng. Riêng đợt thả cá năm nay, ngành nông nghiệp tổ chức thả 20.000 con tôm càng xanh và 227.500 con cá giống gồm các loại cá mè hoa, chấm cỏ, cá tra, cá chép, cá sặc rằn với kích cỡ mỗi con cá giống chiều dài từ 8cm trở lên. Việc thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng ngoài mục đích phục hồi, cải tạo nguồn lợi thủy sản còn góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho hơn 1.000 lao động sống quanh hồ.